Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Hệ Nhị Phân của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ đến mọi người một cái tính năng. Đó là tính năng làm mờ nền hình ảnh trong ứng dụng Photo Windows 11. Thì đây là một cái tính năng mới được update từ bản cập nhật 23H2 trên Windows 11. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái tính năng này ở trên cái app Photo Windows nhé. Thì đây là một cái ảnh ví dụ, mình sẽ thực hành cho mọi người xem. Thì đầu tiên mọi người sẽ mở với cái photo đây. Đây chính là cái ảnh của mình. Thì đây là một hình ảnh rất đẹp đúng không? Thì bây giờ mình muốn làm mờ cái hình nền này chỉ để nổi bật hai đối tượng là con bướm và cái bông hoa này thôi. Tại đây mọi người sẽ click cho mình vào cái Edit Image Controller nhé. Click vào. Yes, mở sang mỗi cửa sổ. Thì đây mọi người sẽ chọn Background Blur. Thì bây giờ app nó sẽ tiến hành tính toán và chọn cái vùng hình nền để làm mờ. Như mọi người thấy đây, bây giờ nó đã chọn xong rồi này. Khá là chuẩn, chỉ chừa một số chi tiết thì nó bị lẫn với cái nền ấy, thì nó nghĩ là background nên nó sẽ là mờ luôn. Nhưng mà thực ra là không phải. Thì đây là đây có cái thanh điều chỉnh đây. Mọi người có thể làm chọn mức độ làm mờ nó ở đây. Đây mình thấy như là mờ lên tầm này đi. Hoặc mọi người có thể kéo lên 100% và sau đó xem những cái vùng nào mà nó bị lẫn này. Đáng lẽ không nên là mờ thì nó lại là mờ đây, những vùng này. Thì sau đó mọi người có thể click vào cái ở đây, bật cái Selection Brush Tool này lên. Thì tại đây nó có cái Brush Size, mọi người sẽ lựa chọn cái size của mình sao cho hợp lý để tiến hành là làm mờ hơn hoặc là bỏ cái phần làm mờ. Đây, Select Area tức là thêm vùng làm mờ, còn Deselect Area tức là bỏ cái phần làm mờ ở trên cái hình ảnh này. Brush Softness tức là cái độ mềm mại của cái này thôi. Đây vụ mình chọn cái clip này. Thì bây giờ mình sẽ Degree Select, Deselect cái area này. Đây là vào đây này. Cái này bởi vì là cái app này nó hiểu lầm là hình nền nên là nó lại làm mờ đi, nhưng mà thực tế không phải. Đúng không? Mọi người thì lựa chọn đây. Chỉnh cái brush size này. Chỉnh brush size. Khá là ok đúng không? Mình thấy là nó nhận diện khá là chuẩn xác ấy. Mọi người có thể zoom lên, lăn con chuột, lăn lên lăn xuống. Nhưng mà cái này lại có một cái điểm trừ này, mọi người lăn lên như này thì nó lại không, những cái vùng ấy thì mình không chọn được. Nếu mà trên Photoshop mọi người giữ phím cách nó sẽ hiện cái bàn tay lên ấy. Sau đó mọi người sẽ kéo cái tấm hình, nhưng mà đây không được. Hơi ấy nhỉ, hơi bất tiện. Mình nhìn quanh một lượt xem là không có cái phần đấy. Đấy, mọi người có thể thực hành kéo sao cho mà thực hành là dùng cái brush này để chọn những cái vùng nào mà nó không nên là mờ để khôi phục lại. Đây mình chỉ thực hiện qua để cho mọi người, giới thiệu cho mọi người thôi. Rồi sau khi mọi người chọn xong thì mọi người sẽ nấp like. Đấy, thì đây chính là đối tượng mình đã xử lý xong. Khá là ok đúng không? Thì đây có hai lựa chọn này. Save tức là save trực tiếp lên bức ảnh, và save as copy tức là tạo một cái copy mới. Đấy, mình sẽ save as copy nhé, tạo ra bức ảnh mới đây. 8-1. Ok. Đây, vậy là mình đã thao tác xong cái làm mờ lên hình ảnh ở trong ứng dụng Photo Windows. Thì mọi người có thể tham khảo cách làm này của mình để nếu mọi người muốn làm mờ hình nền ấy mà không muốn thao tác quá phức tạp thì có thể dùng cái này. Rất là ok đúng không? Rồi ok, mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hãy fanpage donate ủng hộ mình nữa. Xin chào.